Xin chào mọi người nha. Đây mình đang ngồi với lại anh Trần Đình Hành. Đây. Anh Hành về lúc 2 tiếng 20 phút. Anh Hành về 21 phút. Đúng rồi. 2 tiếng 21 phút nha mọi người. À, hôm nay Trung chốt đoàn thì Trung về lúc 3 tiếng mấy á? Nhớ nữa. Đấy. Đây là lần thứ 3 hai anh em chạy chung với nhau nè. Lần đầu là ở Hải Long. Lần 2 là ở Hải Phòng. Lần này là Hồ Chí Minh. Đấy, có khả năng là tháng 8 này anh em gặp nhau ở Nha Trang. Còn tháng 4 này thì có khả năng Trung sẽ ra Long Biên ha. Đà Đồng. Hai anh em sẽ chạy Đình Hùng. Đấy, anh Hành mô tả sơ qua về cái lịch sử bệnh tật để mọi người tham khảo nè. Hồi năm ngoái giờ này là đang nằm ở chờ đợi các em ạ, các bạn ạ. Sau khi bác sĩ trả về thì vào lối sống xanh, bản thân mình đầy đủ niềm tin, bắt đầu vượt qua được bệnh tật, đến nay là xuống được 20 cân. Và bệnh tật của mình là sơ gan cổ trướng của mình nó không còn tồn tại trong cơ thể nữa. Và các loại bệnh giống như là tim mạch, rồi thoái hóa cột sống nè, rồi thoát vị địa đệm bây giờ lại là hết tất cả mặt luôn. Đấy. Đó. Rồi xoải thận rồi suy thận rồi bây giờ cũng không còn. Bệnh như cái số luôn mọi người. Đấy, anh khỏe xong rồi anh tức quá anh vậy, đốt hết hồ sơ bệnh án luôn. Hồ sơ bệnh án anh đốt sạch luôn. Bây giờ là anh là không có khái niệm bệnh tật nha, anh là khỏe mạnh. Anh đặt mục tiêu là anh sống tới bao nhiêu tuổi anh? Anh cũng gửi lên vũ trụ rồi. Mong sao sống được 120 tuổi thì bây giờ còn 60 năm còn lại thì anh muốn chia sẻ những cái mà anh đón nhận bên lối sống xanh ấy, lan tỏa cho mọi người để bớt cái bệnh tật, bớt khổ đau. Tại bản thân anh mỗi lần nằm viện bây giờ anh nghĩ lại anh cảm ảnh như ghê lắm. Khi con người mình đau là phải nói rằng là một cái làm cho con người ta không thể nào mà thoát ra được. Nhưng bây giờ mình tìm được cái lối sống xanh rồi, mình đủ niềm tin rồi thì mình sẽ thực hiện và mình chữa lành cho bản thân mình. Bởi vậy 60 năm sau này là anh sẽ mong ước làm sao anh sẽ đến với cộng đồng và anh chia sẻ điều này để cho cộng đồng đón nhận một cách tích cực, cho mọi người được hạnh phúc khi hết khổ đau. Đến thời điểm hiện tại là anh Hành đã chia sẻ đến hơn 1.000 người rồi nha mọi người. Hơn 1.000 người biết đến cái chữa lành, sống xanh chữa lành. Và rất là nhiều anh chị cô chú không có điều kiện, anh Hành mua máy ép, anh Hành mua những cái dụng cụ để hỗ trợ cho mọi người chữa lành luôn nha. Tuyệt vời không? Đấy. Mọi người thấy tinh thần của người lính tuyệt vời không? Anh Hành là thương binh 1/4 nha. Người lính là luôn luôn là dũng cảm, mạnh mẽ, kiên cường. Đấy, cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh sức khỏe. Bye bye. Bye bye mọi người.